Hello anh em, trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy A90 bảng 5G. Và chiếc máy này nó sử dụng một con chip Snapdragon 855. Và mình đánh giá đây là một con chip gọi là quái vật hiệu năng trong tầm giá luôn. Và để chứng minh điều đấy thì mình sẽ xin test một tựa game rất nổi tiếng. Đấy chính là PUBG Mobile. Rồi và mình sẽ vào game này. Đó, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đồ họa rất là đẹp. Đây rồi. Cân bằng này. HD này. HDR Ultra này. Cái này nó lại không lên được rồi. Lên mức cực cao này. Cực độ wow. Đó, như anh em thấy đấy, con chip này nó rất khỏe, nên là nó lên mức FPS của nó lên được mức cao nhất luôn này. Và để có một cái trải nghiệm tốt nhất ấy, thì mình sẽ để cái mức đồ họa ở mức mượt này và FPS sẽ lên cao nhất này. Đó, wow, rất mượt luôn. May quá thằng này là thằng bot. Chết rồi, có ai dám đây?
Ở mức FPS này thì mình thấy chơi khá là mượt. Và bây giờ mình sẽ thử đổi sang cái mức đồ họa cao hơn nhé, xem như nào. Mình sẽ lên thử HD đi. Nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy nó cứ khựng khựng hơn thì phải. Đấy, các bạn thấy không? Mình sẽ lên mức cao nhất xem nó sẽ được như nào nhé. HDR xem. Nó khựng hơn rất là nhiều này. Đấy, các bạn thấy không? Keyboard này. Đấy, vậy thì để tốt nhất thì mình sẽ để xuống mức mượt này. Từ đấy giờ mình chơi được một lúc khá là lâu rồi nhưng mà chiếc máy này vẫn không hề có dấu hiệu bị nóng hay là giật lag gì nhá. Vì con chip này nó hiệu năng nó quá là khỏe luôn. Mình đã thấy một thằng ra rồi. Đây rồi. Là thằng bot. Cả lia luôn một tem. Wow, rất nhiều đồ. Cái tội đi không để ý này.
đây rồi. Đó, thắng rồi. Thế là vào được top 1. Đó, clip test game của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc gì hay là muốn yêu cầu mình làm chiếc máy gì ấy, thì anh em cứ comment phía dưới, mình sẽ làm cho anh em. Xin chào tạm biệt anh em.